Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe crossover 5 chỗ ngồi. Đó chính là chiếc xe Hyundai Tucson này quý bạn nhé. Ở Hyundai Tucson thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, chia làm những cái phiên bản như phiên bản máy xăng, phiên bản máy dầu. Trong những phiên bản máy xăng hoặc những phiên bản máy dầu đều chia ra làm những cái phiên bản tiêu chuẩn này, phiên bản đặc biệt này, phiên bản cao cấp. Thì hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản máy xăng cao cấp quý bạn nhé. Động cơ 2.0 máy xăng và cái phiên bản cao cấp nhất quý bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Và chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 2 vạn km thôi, cụ thể là 2 vạn 8 km. Với lốp xưa cua thì còn chưa hạ quý bạn nhé. Cả một cái dàn lốp này thì chủ xe vừa mới thay lên Michelin. Bởi vì là nguyên bản của chiếc xe Hyundai Tucson này thì Hyundai trang bị lên là chỉ có một cái dàn lốp là Kumho thôi các bạn nhá. Dàn lốp Kumho thì chạy nó không được êm ái, không được mượt mà như những chiếc xe, những cái dàn lốp Michelin. Cho nên chủ xe vừa mới thay lên cả một cái dàn lốp Michelin mới tinh luôn, rất đẹp luôn các bạn nhá. Lốp xưa cua thì còn nguyên bản chưa hạ quý vị các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản máy xăng cao cấp, phiên bản cao cấp nhất này thì xe cũng đã được trang bị full option rồi quý vị các bạn nhá. Từ khóa thông minh, đèn nổ start top cho đến nội thất da, hai ghế trước này là chỉnh điện này, cửa sổ nóc này, cửa sổ đằng sau là panorama toàn cảnh quý vị bạn nhé. Điều hòa tự động hai vùng độc lập, camera lùi, cảm biến lùi. Và đặc biệt thì nhìn về cái phần đầu thì quý bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị toàn bộ là đèn pha bi xi nông này, rửa đèn pha này, đèn led này. Đấy, và chủ xe cũng đã lắp thêm một cái ốp cản trước này và ốp cản sau, rất đẹp, rất là mới rồi quý vị bạn nhé. Với chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản, không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 790 triệu đồng, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc trả trước là 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản máy xăng cao cấp này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản máy xăng cao cấp 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu này. Mời quý vị và các bạn.
Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái phần ngoại thất, về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản máy xăng cao cấp 2019 này quý bạn nhé. Sở hữu một cái màu trắng ngọc trinh mà Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Tucson này, cho nên là chiếc xe rất là đẹp quý bạn nhé. Màu trắng ngọc trinh. Và cái thứ hai nữa là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là rất là đẹp. Nước sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều quý bạn xem đây ạ. Tôi quay cả một cái phần dọc bên lái này, dọc bên phụ thì các bạn thấy được những cái nước sơn nguyên bản của xe còn rất là nhiều và rất đẹp quý bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Về cái chiếc xe này thì chưa có bị xước sát gì cả này. Phần sơn zin còn rất là nhiều, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Nền còn nguyên luôn các bạn nhé. Đấy, chưa có bị đâm đụng gì cả đâu. Rất mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, kể cả cái phần sườn bên lái này, sườn bên phụ này đều là sơn zin nguyên bản này. Cabo cũng sơn zin nguyên bản này, chưa có một cái vết sơn lại đâu quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, đây là cái phần đầu của chiếc xe. Nhìn về cái phần đầu thì quý bạn thấy được là những cái phần ốp bàn sốc trước này đã được chủ xe lắp thêm này. Đây là cái phần này là phần lắp thêm của chủ xe các bạn nhé. Đấy. Và ở cái phiên bản cao cấp này thì xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon này, rửa đèn pha, đèn led ban ngày hay còn gọi là đèn daylight, nhưng đặc biệt là chưa có bị xước sát gì cả các bạn ạ. Cụm đèn còn rất là mới này. Đấy, cụm đèn pha rất là mới các bạn nhé, đèn pha bi xenon rất mới này, rửa đèn pha này, đèn led ban ngày này. Đấy, rất đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Chưa có bị xước sát một tí nào quý bạn ạ. Cái đèn này rất mới luôn các bạn nhé. Đấy, cụm đèn pha, đèn led này đều rất là đẹp. Nhìn về cái phần logo này, phần mặt ca lăng này, lưới tản nhiệt này đều rất là mới luôn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý bạn nhé. Đây là về cái phần đầu. Còn về cái phần sườn thì quý bạn nhìn đây ạ. La răng đúc cũng rất là đẹp này, chưa có bị xước sát tí nào. Đấy, và đặc biệt là chủ xe đã vừa lên một cái dàn lốp Michelin thay cho cái dàn lốp Kumho nguyên bản của xe các bạn nhé. Hyundai thì toàn bộ là trang bị lốp Kumho thôi, kể cả là Santa Fe, nhưng chủ xe đã lên bộ lốp Michelin này đi cho nó êm rồi nhé, chứ không phải là chạy nhiều mà thay lốp đâu các bạn ạ. Cả dàn lốp này là mới thay và lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ cơ. Lốp sơ cua thì vẫn là lốp Kumho, lát nữa tôi quay cho quý bạn xem về cái lốp sơ cua sau các bạn nhé. Đấy, về cái phần sườn thì quý bạn thấy đấy, la răng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị xước sát gì cả cái la răng. La răng đúc mặt phay quý bạn nhé. Đấy, và dàn lốp Michelin mới thay này. Bậc cửa này, đấy, xe đã được trang bị bậc cửa này. Gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Bấm tay kể cả là cửa bên phụ, cửa trước bên phụ đấy, bấm tay để mở cửa nhé. Đấy, và nhìn về cái phần sau thì quý vị các bạn thấy đấy ạ. Nhìn về cái phần ba đờ sốc sau thì cũng đã được chủ xe lắp thêm cái ốp ba đờ sốc sau này. Nhìn nó có cái trang trí kiểu bô đôi, bô thể thao đấy, nhưng mà nó là cái ốp trang trí thôi. Đấy. Và xe cũng đã được trang bị cả cảm biến lùi này, cảm biến lùi này, camera lùi này, toàn bộ những cái logo này, chữ này đều rất là mới này. Cụm đèn hậu này, đấy, cụm đèn hậu cũng rất mới, chưa có bị xước sát gì cả này. Đèn xi nhan bên dưới này, xe này đã được trang bị cả hai cái đèn xi nhan các bạn này, bên trên đèn xi nhan, bên dưới xi nhan nhé, rất là đẹp luôn đấy. Đấy, hệ thống đèn đằng sau này nhìn rất là đẹp này. Đấy, chưa có bị xước sát, chưa có bị va chạm gì cả quý bạn ạ, cho nên là cụm đèn này chưa có vết gì cả các bạn nhé, còn nguyên bản này. Và xe cũng đã được trang bị đuôi gió này, đèn phanh trên cao. Đấy, đây là cái phần đuôi gió và đèn phanh trên cao các bạn nhé. Và một yếu tố nữa rất là hấp dẫn đối với người dùng hiện nay. Đấy, ngày xưa là cứ hay ngại những chiếc xe máy xăng, sợ tốn xăng, nhưng đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản 2.0 máy xăng này các bạn nhé. Đây là 2.0 máy xăng này. Đấy, thì quý bạn xem là chỉ 7,6 lít cho 100 km quãng đường kết hợp thôi. 7,6 lít, 10,58 lít cho 100 km trong đô thị. Nếu như chạy trong đô thị thì hơn 10 lít, nhưng nếu như chạy ở ngoài đô thị chỉ với 5,8 lít cho 100 km quãng đường kết hợp này thôi này. Đấy, rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Ngày xưa là cứ hay sợ là máy dầu nó tiết kiệm chứ máy xăng là nó hay tốn xăng, nhưng mà bây giờ là động cơ mới, động cơ thông minh bây giờ cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu rồi các bạn nhé. Đấy, cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm về cái máy xăng này. Nhìn về cái phần sườn bên lái này cũng vậy này, sơn zin nguyên bản còn theo xe này, gương chiếu hậu là gập điện này. Đấy, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Bậc cửa này, đây là bậc cửa mà chủ xe đã lắp thêm rồi.
về cái phần ngoại thất thì rất là ok rồi. Đấy, sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe. Ta lại mở cái cánh cửa phía trước bên lái này cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần keo chỉ nhé. Trước tiên thì vẫn mời quý bạn xem về cái phần keo chỉ này của cánh cửa trước bên lái các bạn nha. Đấy, keo chỉ này còn nguyên hết này. Bên ngoài nước sơn còn nguyên cơ, cho nên là bên trong này cái keo chỉ này nó còn nguyên là cái điều đương nhiên rồi này. Bên ngoài cánh cửa này chưa sơn. Đấy, và tabi này, tabi cũng rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Hyundai cũng đã thiết kế cho chiếc Tucson này là cái nội thất phối màu giữa màu đen và màu kem, cho nên là rất là sang, sáng và sang các bạn nhé. Đấy, cụm điều chỉnh này, gương chiếu hậu này, lên xuống kính này, đấy là đều rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và nhìn vào bên trong xe, vào cái khoang lái này thì quý vị bạn thấy đấy ạ, trước mắt là cái bậc cửa này. Quý vị bạn xem này, bậc cửa đã được chủ xe ốp bậc cửa chống xước này. Đấy, chống xước này, trải sàn da này, lót sàn 5D này, đấy, đều rất mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhá. Rất là cẩn thận ạ. Và ở cái phiên bản cao cấp này thì Hyundai cũng đã trang bị cho hàng ghế trước này là chỉnh điện này. Đấy, hàng ghế trước chỉnh điện với nội thất da cao cấp quý bạn nhá. Bên trên là cửa sổ nóc này, cửa sổ toàn cảnh panorama ra đến tận đằng sau. Đấy, rất thoáng, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Với đồng hồ công tơ mét 2.8 vạn, tí nữa tôi sẽ bật đồng hồ sau. Nhưng quý bạn xem này, vô lăng này rất là mới này, cần số này cũng rất là mới này. Phanh tay điện tử này, auto hold quý bạn nhé, đã có phanh tay điện tử rồi, auto hold này. Đấy, và toàn bộ về những cái ốc bản lề cánh cửa phía sau này, đấy, đều nguyên bản này. Và còn rất là mới, rất là đẹp quý bạn ạ. Cốp điện này, đấy, cốp điện nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Keo chỉ này còn nguyên này. Đấy, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả quý bạn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Tất cả còn nguyên bản và còn rất đẹp luôn quý bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa này, đấy, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên luôn ạ. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra. Đấy, táp bi cánh cửa đây thì các bạn thấy đây ạ, rất là mới này. Đẹp từ táp bi cánh cửa này cho đến những cái bậc cửa này, còn nguyên bản này, chưa có bị xước sát gì cả nhá. Lót sàn 5D này. Đấy, nội thất bên trong này thì rất là mới. Và Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Tucson 2019 này cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi đây các bạn nhá. Đấy, không gian đằng sau nó tương đối rộng, cho nên là xe cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Và về cái nội thất, hàng ghế sau này là cũng rất là ít người ngồi, cho nên là nó mới luôn từ cái tựa ghế này. Đấy, phần tựa ghế này cho đến cái phần mặt ghế này. Đấy, đều rất mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe. Tôi cứ bật cái khóa điện lên cho quý bạn xem cái đã này. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa quý bạn nhé. Và đây là cái màn hình được bật lên là đang có âm, tắt tiếng đi đấy. Và thưa với quý vị và các bạn, đây là cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe nhé. Chiếc xe mới lăn bánh đúng 2.8 vạn km quý bạn ạ. Nhìn vào đồng hồ công tơ mét thì quý bạn phải xem cả vô lăng này. Vô lăng còn mới tinh như này đây quý bạn nhé. Vô lăng này, cần số này, cần số cũng rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, vô lăng cần số rất là mới. Vô lăng thì được trang bị là vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động, cruise control. Đấy, đầy đủ hết cả rồi quý bạn nhé. Và màn hình giải trí đa phương tiện ở giữa đây ạ. Đấy, tích hợp rất là nhiều các option, ví dụ như map này, dẫn đường này. Đã được tích hợp cả bản đồ dẫn đường luôn quý bạn nhé. Đấy, bản đồ dẫn đường này. Điều hòa tự động hai vùng độc lập này. Đấy, rất là đẹp và rất là mới luôn quý bạn ạ. Toàn bộ từ những cái táp bi cánh cửa này cho đến vô lăng, táp lô này, đều khá là mới luôn các bạn nhé. Một chiếc xe mới lăn bánh có 2.8 vạn thôi, 3 năm sử dụng mà 2.8 vạn thôi, cho nên rất là mới. Từ những cái phần nhựa này đến những cái phần nỉ trần này, đấy, đều rất là mới các bạn ạ. Mới đều, mới cả xe, chỗ nào cũng mới đấy ạ. Đấy, quý bạn xem nhé, đều rất là mới này. Và hôm nay thì thời tiết nó rất là mát, cho nên là ngồi ở đằng sau này nên mở cái cửa nóc ra cho nó thoáng quý bạn ạ. Đấy, nếu như chúng ta sử dụng xe là thời tiết mà mát mà đẹp là nên ngồi lấy không khí tự nhiên bên ngoài. Và ngồi, tôi ngồi ở đằng sau này thì tôi cảm nhận nó rất là thoáng ạ, vì là với cái cửa sổ panorama toàn cảnh ra tận đằng sau này. Đấy, trải dài ra tận đằng sau này, cho nên là ngồi rất là thoáng các bạn nhé.
Và bây giờ thì tôi lại tạm thời tắt cái điện đi, ra ngoài giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn những cái phần còn lại của chiếc xe. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản cao cấp này thì Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Tucson 2020 này là một cái cúp điện rồi các bạn nhé. Cúp điện thì chúng ta có thể bấm ở trên đằng trước khoang lái này, hoặc ra bấm trực tiếp ở cái cốp sau này, hoặc có thể bấm bằng chìa khóa này. Đấy, tôi lại mở cái cốp sau lên cho quý bạn xem đấy nhé. Cốp điện này có thể đóng mở bằng chìa này. Đấy, chúng ta có thể dùng chìa để đóng mở này, hoặc là chúng ta có thể ra tận nơi để mở này. Ngại nếu mà ngại lấy chìa khóa trong túi ra tận nơi bấm vào đây, chỗ này nó có cái nút này. Đấy, bấm vào đấy là nó sẽ mở thôi. Đấy, mở cốp và đóng cốp tại cái nút này. Đấy. Và sau đây thì cho quý bạn xem về cái phần ốc cốp đây. Ốc cốp còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Keo chỉ này, ốc cốp này còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, cho nên là nó còn mới luôn đấy ạ. Mới lắm luôn đấy ạ. Đấy, ở cái phiên bản cao cấp này thì mới có cốp điện các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Và ở cái phần cốp này thì quý bạn thấy đây ạ, chủ xe cũng rất là cẩn thận, đã ốp lót sàn 5D này. Đây là cái lót sàn 5D này. Vừa trang trí cho chiếc xe nó đẹp mà vừa giữ được cái phần nỉ ở dưới ạ. Đây, giữ được cái phần nỉ ở dưới nó rất là mới. Và ở cái phần da này thì chỉ cần bẩn chúng ta chỉ cần lau đi là sạch nhé. Chứ nếu nỉ là không lau sạch được đâu. Đấy, và từ những cái ốc chắn, cái chắn đồ này cũng chưa bóc ni lông này. Đấy, những cái chắn đồ này còn mới luôn này. Đấy, tôi bỏ lên cho quý bạn xem nhé. Cái chắn đồ này còn rất là mới này. Nhìn từ cái khoang cốp này, nhìn đằng sau này, mới đều luôn các bạn ạ. Từ những cái phần nhựa này đến những cái phần nỉ trần này. Đấy, đều rất là mới luôn các bạn nhé. Phải nói là chủ xe cũng giữ gìn cẩn thận, nó mới nó mới đẹp được như này đấy ạ. Phía bên dưới thì là lốp sơ cua đấy ạ. Lốp sơ cua mới tinh chưa hạ tí nào các bạn này. Đấy, cái lốp sơ cua còn mới tinh này, chưa hạ này. Lốp sơ cua mới tinh thì cái đồ nghề này, kích chiếc này là cũng còn nguyên này, chưa có dùng tí nào luôn các bạn nhé. Đấy, rất là mới này, mới cả cái khoang đằng sau này luôn. Đấy, một chiếc xe có thể nói là siêu lướt 2.8 km, nó còn mới còn đẹp như vậy đấy ạ. Đóng cốp lại. Sau đây thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía sau bên phụ đây ạ. Đấy, toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ này, tắp bi cánh cửa này, đều rất là mới luôn ạ. Mới đều. Đến cái ốc bản lề này. Đấy, ốc bản lề cũng còn nguyên luôn các bạn nhé. Đấy, tất cả là đều rất là đẹp ở cái khoang đằng sau này. Đấy, đầy đủ đồ mà lại đẹp, mà lại mới như này đấy ạ. Đấy, cái ghế bên phụ này thì các bạn thấy đây, từ những cái phần tựa lưng cho đến cái phần đệm ngồi dưới này đều là rất là mới này. Đấy, đến những cái phần sàn mới đều cả xe luôn các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Cánh cửa phía trước bên phụ đây, từ những cái phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ còn nguyên này, chưa có mất một phần keo chỉ nào cả. Đấy, keo chỉ còn nguyên hết luôn ạ, còn nguyên bản hết luôn ạ. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn. Đấy, ốc bản lề này, táp bi cánh cửa này, táp bi cánh cửa này. Ghế bên phụ là cũng là ghế chỉnh điện rồi các bạn nhé. Đấy, ghế phụ chỉnh điện này, nội thất da này, rất là mới luôn các bạn nhé. Táp bi cánh cửa, táp lô này, đây là toàn bộ về cái phần táp lô này. Vô lăng, cần số này đều mới tinh luôn các bạn nhé. Các bạn xem cái cần số này, với 2.8 thì nhìn vô lăng cần số nó còn đẹp như này đấy ạ. Đấy, và phanh tay thì đã được trang bị là phanh tay điện tử rồi các bạn nhé. Phanh tay điện tử này, auto hold. Đấy, rất là đẹp. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Tucson 2019 bản máy xăng cao cấp này là một cái khối động cơ xăng 2.0 lít các bạn nhé. Đấy, động cơ xăng 2.0 lít kết hợp với hộp số tự động dẫn động cầu trước. Đấy, và động cơ này là động cơ DOHC, rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn xem đấy. Tôi vừa cho quý bạn cùng xem đấy, chỉ hơn 7 lít xăng cho 100 km quãng đường kết hợp thôi. Và tất cả nó còn nguyên bản và rất mới như này đấy ạ. Từ những cái ốc chân máy này. Đấy, ốc chân máy còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Đấy, ốc chân máy này còn nguyên bản hết, chưa có một con ốc nào tháo ra, cho đến những ốc mặt máy này.
ốc mặt máy này cũng còn nguyên hết luôn. Đấy, còn nguyên và còn rất mới như này đây ạ. Về cái động cơ này chúng tôi cam kết với quý bạn rồi, không tai nạn là không ngập nước ạ. Đấy, còn nguyên bản hết luôn ạ. Tất cả các con ốc ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên bản hết ạ. Còn nguyên bản và chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi. Rất là mới các bạn nha. Với 28 km thì nó không khác gì một chiếc xe mới. Quý vị và các bạn bây giờ mà mua một chiếc xe mới về, nếu như chạy chỉ 2-3 tháng sau thì nó cũng như này thôi. Đấy, cũng như này luôn các bạn nha. Và đây là cái ốc cabo này. Toàn bộ về cái ốc chân cabo này nó còn nguyên này, chưa có một con ốc nào bị tháo ra các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Ốc còn nguyên, keo chỉ cũng còn nguyên đấy ạ. Đó. Keo chỉ là còn nguyên hết này. Tất cả là còn nguyên hết các bạn nhé. Đây là cái tem logo của hãng này. Đấy, còn nguyên này. Ốc còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Chưa có một con ốc nào tháo đâu. Ốc chân cabo này. Đến những cái tấm nỉ này, cái tấm nỉ chống nóng của cabo này nó còn rất mới như này đây các bạn này. Nếu như quý bạn nhìn đây nó khác nào một chiếc xe mới đâu, kể cả cái tấm nỉ này luôn. Đấy, về cái khoang động cơ này này quá là mới rồi. Cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm. Nếu như quý bạn nào mà yên tâm, có chưa yên tâm có thể mang chiếc xe này vào hãng để check quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản 2.0 máy xăng bản cao cấp, sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu này. Chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Tucson 2019 cao cấp máy xăng này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.